Với đường biên giới trải dài hơn 200 km giáp với nước bạn Lào, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở Quảng Bình thì luôn phức tạp và nóng bỏng. Lợi dụng các tuyến đường tiểu ngạch dọc trên biên giới, tội phạm ma túy luôn trực chờ cơ hội để đưa ma túy xâm nhập vào nội địa. Và những con số về các vụ buôn bán ma túy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình triệt phá trong năm 2021 sẽ cho chúng ta thấy rõ về tính chất phức tạp của các loại tội phạm nguy hiểm này, nhất là vào thời điểm cuối năm. Chỉ trong năm 2021, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chủ trì và phối hợp xử lý 627 vụ vi phạm pháp luật với 756 đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới. Hơn 315.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ketamine, 3 kg ma túy đá, 13 kg heroin và 20 kg cần sa khi đang xâm nhập vào nội địa đã bị lực lượng chức năng thu giữ, xử lý.